tàu sẽ từ xa ra. Rồi bây giờ sẽ sang chế độ tiếp theo sport này. Đấy, như vậy tài xế lái nên hiền quá anh ạ. Anh Dương mà lái thì thôi rồi luôn. Từng nẹt vô chiếc này, viết vô chiếc này khá là to luôn. Tạm biệt nhé.